Tại Hà Nội, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước. Về phía Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Quang Phương và Nguyễn Thị Thanh. Trước khi tiến hành phiên khai mạc, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm các chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử nạn do thiên tai trong thời gian qua. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác lập pháp sẽ là nội dung trọng tâm chiếm phần lớn thời gian của kỳ họp. Quốc hội sẽ xem xét 31 dự án luật, dự thảo nghị quyết, trong đó phấn đấu thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực mà thực tiễn đang đòi hỏi cấp thiết và nhiều doanh nghiệp và cử tri, nhân dân rất quan tâm trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của đảng xuất phát từ thực tiễn lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy dân chủ trí tuệ chuyên nghiệp khoa học tập trung góp ý toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp của các dự án luật luật cần ngắn gọn chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của quốc hội không luật quá các vấn đề thuộc thông tư nghị định không cầu toàn nóng vội không quy định cứng nhắc chuyển tư duy quản lý sang khơi thông nguồn lực tăng cường phân cấp phân quyền triệt để thực chất đảm bảo đủ khả năng cho cá nhân cơ quan được phân cấp phân quyền có thể tổ chức thực hiện công việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm soát quyền lực không để lợi ích nhóm lợi ích cục bộ trong các luật nghị quyết đảm bảo khi các luật các nghị quyết được quốc hội thông qua đạt chất lượng cao và tuổi thọ lâu tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động linh hoạt cho chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện luật gắn việc xây dựng luật và tổ chức thực thi luật đạt hiệu quả cao nhất cũng tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét các báo cáo kinh tế xã hội ngân sách nhà nước chủ tịch quốc hội đề nghị các vị đại biểu quốc hội bám sát các nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ về phát triển kinh tế xã hội phân tích đánh giá khách quan toàn diện tập trung vào những vấn đề lớn những kết quả quan trọng đã đạt được những bất cập hạn chế yếu kém đề xuất những giải pháp thiết thực hiệu quả lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực nhất là khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra ở 26 tỉnh thành phố phía Bắc và một số tỉnh ở miền Trung. Về giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023. Đề cập công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Quốc hội sẽ xem xét tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số nội dung công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Theo chương trình đã được Quốc hội thông qua, Quốc hội sẽ làm việc trong 29 ngày rưỡi từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11. Đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11.